Lương Mạnh Hải rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chương trình Thể thao và Cuộc sống. Các bạn thân mến, trong sự háo hức hướng tới SEA Games 27, chuỗi chương trình Gương sáng vận động viên Việt Nam của chúng tôi giúp cho quý vị hiểu nhiều hơn về cuộc đời cũng như sự nghiệp của các vận động viên thể thao Việt Nam. Chương trình do nhãn hàng MyVita thuộc công ty cổ phần SPM tài trợ. Và các bạn thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được kể cho quý vị nghe một câu chuyện rất xúc động về một chàng trai rất tài năng của võ thuật Việt Nam, đó chính là vận động viên Taekwondo Lê Huỳnh Châu. Nhưng trước tiên, chúng ta sẽ cùng làm quen với vị khách mời sẽ đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Xin chào Minh Hằng và cảm ơn Minh Hằng đến với trường quay của Thể thao và Cuộc sống. Xin chào anh Hải cũng như là xin chào tất cả các khán giả của chương trình Thể thao và Cuộc sống. Phải nói rằng là cái dịp này chúng ta gặp nhau hơi bị nhiều đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ không nói chuyện về phim ảnh mà chúng ta sẽ nói chuyện về thể thao. Tất nhiên rồi, đây là chương trình Thể thao và Cuộc sống. Hằng là quán quân của bước nhảy hoàn vũ. Đó là bộ môn khiêu vũ thể thao. Với các bộ phim Hằng đóng như là Giải cứu thần chết hay là Lệ phính tình yêu thì cũng là những cái bộ phim mà yêu cầu diễn viên phải có kỹ năng về võ thuật, cũng phải tập luyện chầy da, chóc vẩy da đúng không? Vậy thì không biết rằng là trong cái quá trình tập luyện như vậy, đóng phim này rồi là tham gia bước nhảy hoàn vũ thì Hằng có bị cái chấn thương nào hay không? Thường thì mọi người nói là thể thao thì không thể nào tránh khỏi chấn thương và điều đó là hiển nhiên và đương nhiên. Tại vì cơ bản mình không phải là một vận động viên chuyên nghiệp, nên là trước khi mình vào tập luyện thì hầu như là chấn thương nhiều hơn đúng không? Chấn thương nhiều hơn vì không biết cách để bảo vệ bản thân mình cũng như là không biết khởi động để cho các cơ và các khớp của mình nó được làm nóng trước. Và hầu như là lúc nào mình cũng vô tập với tình trạng rất là nóng lòng, rồi không chịu khởi động trước là hầu như là phải chấn thương là chuyện hết sức bình thường. Trong bước nhảy hoàn vũ nhé, thì bác sĩ cũng khuyên Minh Hằng là phải bỏ cuộc, phải ngừng ngay lập tức. Rồi là khi mà tập luyện võ thuật cho phim cũng thế, thì mình cũng bị chấn thương, nó cũng vất vả, chứ không phải đơn giản như đóng một cái bộ phim tình cảm đúng không? Vậy thì cái điều gì làm cho Hằng có thể vượt qua được tất cả mọi cái điều đấy? Bởi vì đôi khi mình mệt mỏi quá là mình sẽ không thể nào mình đủ vững tâm để mình theo đuổi cái công việc đấy nữa. Thứ nhất là mình hứng thú với những cái gì mới lạ, nó làm cho mình có một cái chất gì đó kích thích bản thân mình. Mình không biết võ mình được tập võ. Đúng rồi, mình cũng không biết võ mình được tập võ, mình không biết nhảy mình được tập nhảy. Rồi khi mình nó kích thích cái khả năng của mình, nó kích thích mình là mình làm được như vậy, mình khi mà mình nó khác với người ngoài đời của mình, không phải lúc nào mình ra đời mình cũng thể sử dụng những ngón đòn đó, những cái món mà võ đó. Lúc nào cũng có cơ hội đúng để rồi, học, không phải lúc nào mình có thể học hỏi mà diễn viên hầu như em thấy là diễn viên ở nước ngoài người ta có rất là nhiều kỹ năng để có thể bổ trợ cho cái công việc của mình. Thì trong những lúc này mình được có thể làm những việc đó và đã bổ trợ cho công việc của mình rất là nhiều, thì em nghĩ là mình cũng phải nên cố gắng và phấn đấu. Và giống như anh nói vậy đó, khi mỗi lần mình làm diễn viên thì mình được hóa thân với nhiều dạng vai khác nhau, chính vì thế mình được học hỏi nhiều hơn và làm cho mình nó vùng vẫy hơn với những cảm xúc của mình. Và thứ hai là em nghĩ là đam mê, hầu như ai đối với công việc thì cũng phải đam mê, chính nhờ những cái niềm đam mê đó mình mới có thể có sức lực để vượt qua tất cả mọi thứ. Minh Hằng đến với thể thao là dân nghiệp dư, mà mình cũng đã bị chấn thương như vậy, mình cũng đã có những cái đau đớn, mình cũng cảm giác là tất cả máu, mồ hôi và nước mắt nó quyện vào nhau và và cái thành tích mình đạt được á là nó rất xứng đáng những gì mình bỏ ra. Nhưng với một vận động viên chuyên nghiệp thì rõ ràng cái những gì mà mọi người bỏ ra, những cái khó khăn, những cái thử thách nó còn gấp nhiều lần nữa. Gấp nhiều lần nữa. Đúng rồi, nó rất là nhiều lần. Và không biết là Hằng hình dung như thế nào về một vận động viên võ thuật chuyên nghiệp. Em nghĩ là với tất cả mọi ngành nghề chúng ta đều có sự đam mê, và em nghĩ là chỉ một vài lần em tập võ, chỉ một vài động tác thôi thì là bao nhiêu thứ nó ê chề, nó quá nhiều cái thứ mà mình cảm thấy là tại sao nó quá khó khăn. Nhưng đối với một vận động viên, họ phải gắn bó việc đó cả đời, và gắn bó với họ cả một tuổi trẻ, họ phải hy sinh tất cả những niềm đam mê khác để chỉ tập trung với một cái niềm đam mê đó của mình và để đạt được thành tựu lớn, thì em nghĩ là nó khó khăn vô cùng. Và ngay bây giờ xin mời Minh Hằng cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng làm quen với vận động viên Lê Huỳnh Châu, vận động viên Taekwondo, để hiểu rằng đằng sau những tấm huy chương là một cái sự cố gắng và nỗ lực như thế nào. Trong một ngõ hẻm ngoằn ngoèo ở Bến Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh,
Căn nhà nhỏ diện tích vỏn vẹn chỉ 10m2 này là chốn đi về đầy yêu thương của võ sĩ taekwondo đẳng cấp thế giới Lê Huỳnh Châu. Căn nhà nhỏ đến mức chỉ để một vài vật dụng thiết yếu, một chiếc giường, một chiếc bàn thờ và một góc bếp nhỏ. Gọi là chốn yêu thương vì cũng chính nơi này, mẹ, người phụ nữ quan trọng nhất của Châu đã dành cả cuộc đời để vất vả mưu sinh, nuôi Châu khôn lớn. Lớn lên trong cảnh không cha, tuổi thơ của Châu là những tháng ngày gắn liền với nghèo khó và hụt hẫng vì bị ức hiếp khi sống trong một môi trường mà xung quanh quá phức tạp. Huấn luyện viên Trần Quang Hạ cũng chính là người mà Châu gọi là cậu đã đưa Châu đến với taekwondo, vừa để tách Châu ra khỏi môi trường sống phức tạp và vừa để rèn luyện sức khỏe cho Châu. Châu đã bước vào nghiệp võ khi chỉ mới ở tuổi lên 10. Vừa dẫn dắt Châu đi tập võ là thầy Trần Quang Hạ. Châu ở trong một cái môi trường rất là phức tạp. Thầy mới sợ Châu chơi với các bạn rồi đi chơi, nên thầy thuyết phục mẹ là cho Châu đi tập võ. Thời gian đầu thì Châu chỉ tập thì cũng mới vô tập thì cũng rất là sợ, gặp các bạn, các anh, các chị rất là sợ đau, thi đấu đóng rất là sợ đau. Lúc đó thì Châu cũng nghĩ là chỉ tập cho mình có sức khỏe. 6 năm sau, Châu quyết định trở thành vận động viên chuyên nghiệp khi tạm dừng học văn hóa để đăng ký vào chương trình Thế hệ vàng của thành phố. Mẹ là người đầu tiên ủng hộ quyết định đó của Châu, bởi bà luôn muốn con trẻ phải được sống với đam mê của mình. Trong những ngày tháng tập huấn xa nhà, điều mà Châu lo lắng và đau đớn nhất trong lòng lại chính là mẹ. Mẹ của Châu đã phải vật lộn với những khắc nghiệt của cuộc sống để sinh ra và nuôi dưỡng một mình Châu, mà sau này là niềm tự hào của cả nền thể thao nước nhà. Bà đã làm tất cả mọi nghề để có thể nuôi nấng đứa con bé nhỏ của mình, từ đi bán thuốc lá dạo đến cả nhân viên tạp vụ. Những tháng ngày lao động vất vả ấy đã khiến cho mẹ bị thoái hóa cột sống và lao phổi. Những chuyến thi đấu xa nhà, những chuyến tập huấn dài hạn ở nước ngoài, điều Châu mà lo lắng nhất là nhớ nhất là mẹ. Vì thời gian đi mẹ ở nhà có một mình nên không có ai chăm sóc. Chị thì đi làm xa, ở dưới quê với chồng. Sau đó Châu thì cũng luôn luôn một hai tuần khi tập huấn thì phải điện về con mẹ có an tâm không, có sức khỏe, có bị gì không. Thì những chuyện như vậy thì mẹ cũng có động viên mà Châu cảm thấy rất là an tâm. Giờ đây các huy chương và bằng khen được treo trên tường đầy tự hào là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của Châu trên sàn tập. Đó cũng chính là món quà vô giá mà Châu dành tặng cho mẹ mà không có lời nói nào có thể diễn tả được trọn vẹn. Và tự hào chứ, vừa nghe thế giới là tự hào lắm, mới là mới biết tự hào chứ lúc trước bị chương rồi thôi, đâu có tự biết là gì tự hào, người thế giới mới biết là tự hào đó. Tôi lén đi tập tôi tới nơi tới chốn, vẫn thi đấu về cũng chương chứ không có nói cho mẹ nghe. Cũng giấu vậy chừng mà về hô ký tên này nọ mới biết thôi. Căn gác gỗ nhỏ này là lãnh thổ riêng của Huỳnh Châu và đứa cháu nhỏ, nơi Châu vẫn miệt mài hàng ngày với đèn sách. Chàng sinh viên năm nhất trường sư phạm thể dục thể thao vẫn ngày ngày miệt mài, trau dồi kiến thức, nung nấu khát khao cháy bỏng mang về vinh quang cho Tổ quốc. Taekwondo là một con đường đi đúng đắn, giúp Lê Huỳnh Châu vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng khi chọn võ thuật đỉnh cao cũng có nghĩa là Châu đã chấp nhận một con đường nhiều thử thách khác. Bên cạnh người mẹ, không khó để nhận ra đôi mắt Huỳnh Châu vẫn ánh lên những tia hy vọng về một tương lai rộng mở. Không biết là sau khi xem đoạn video clip vừa rồi thì Minh Hằng nghĩ gì về vận động viên taekwondo Lê Huỳnh Châu? Em thấy rõ ràng nó có một sự cố gắng phấn đấu khủng khiếp. Vì với một cái hoàn cảnh khó khăn như thế, đời sống tinh thần và cả vật chất đều không đầy đủ, nhưng mà bạn ấy đã cố gắng rất là nhiều để có thể có được thành tựu như ngày hôm nay. Đúng là khi mà đi theo con đường thể thao chuyên nghiệp thì không bao giờ là một con đường trải hoa hồng cả. Mọi người đã phải vượt qua rất nhiều những cái khó khăn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự để xem quá trình luyện tập của Lê Huỳnh Châu như thế nào khi anh đạt được những thành công như thế. Mười tuổi, Lê Huỳnh Châu bước những bước đi chập chững đầu tiên để đến với taekwondo, môn võ cổ truyền của xứ sở Kim Chi, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Trần Quang Hạ. Dù có vóc dáng gầy gò, nhưng Huỳnh Châu đã sớm thể hiện tố chất và năng khiếu bẩm sinh. Khi đoạt huy chương vàng đầu tiên,
lúc vẫn còn là học sinh phổ thông. Chiếc huy chương đầu tiên về quốc tế mà Châu đạt được là huy chương bạc trẻ châu Á năm 2003. Và lúc đó thì Châu còn trẻ nên tinh thần rất là sảng khoái, rất là nhiệt huyết, rất là tràn đầy tuổi trẻ. Và khi đạt được cái huy chương đó thì Châu cảm thấy là rất là vui, cảm thấy cái con đường võ thuật của mình sẽ tiến triển rất là tốt. Và cái chiếc huy chương đầu tiên nó cũng tiếp cho Châu rất là nhiều động lực để Châu có thể tập luyện và thi đấu ở đỉnh cao. Theo sát và huấn luyện cho Châu từ những bước đi đầu tiên, huấn luyện viên Trần Quang Hà đã đào tạo Châu trở thành lớp hậu vệ xuất sắc kế thừa sự nghiệp của mình. Từ nhỏ trưởng thành ở gần nhà của Hà thì là cũng là một người cháu, thì cái hoàn cảnh của gia đình Châu thì cũng rất là khó khăn, thì sống với mẹ mà mẹ cũng đi làm thường xuyên và cũng hay bị bệnh á, cho nên là cũng ít ai chăm sóc. Thì với tư cách là một người cậu thì Hà dẫn Châu vào tập luyện võ thuật và làm quen với taekwondo, và từ đó thì Châu biết được môn taekwondo. Và trong cái quá trình tập luyện á thì Châu đã thể hiện ý chí rất là tốt và cố gắng phấn đấu tập để đem về thành tích và để cải thiện được cái thành tích của chính bản thân mình. Và từng bước như vậy thì Châu đã vượt qua những cái khó khăn dưới sự dìu dắt của ban huấn luyện, của gia đình động viên thì Châu được như ngày hôm nay. Hơn 15 năm gắn bó, Trung tâm Thể dục Thể thao quận 4 đã trở thành mái nhà thứ hai của Châu. Ở nơi đây, Châu có những người thầy yêu thương Châu hết mực. Châu có những người đồng đội thân thiết như anh em. Nhìn nụ cười hiền lành của Châu, ít ai nghĩ rằng đây là một võ sĩ đẳng cấp thế giới. Ở tuổi 27, chàng trai sở hữu chiều cao 1m81 này là chỗ dựa vững chắc cho cả đội với tư cách là đội trưởng của đội dự tuyển. Nhân với Châu là hai người đồng đội cũng gắn bó với nhau từ nhỏ tới lớn, nhưng một thời gian rất là dài. Thành ra là Nhân nhận xét ở Châu là một người đội trưởng rất là, đầu tiên rất là mẫu mực và tài giỏi. Anh Châu lúc nào vào đội cũng đi đầu về tác phong nghiêm chỉnh tập luyện, là một cái người lúc nào cũng thổi cái động lực tập luyện vào cho cả đội và luôn luôn là giúp đỡ các anh em trong đội khi mà anh em cảm thấy là không hiểu vấn đề nào đó, anh Châu kẹp rất là tận tình. Trong đội anh Châu là người rất là hiền lành, cũng rất hay giúp đỡ tất cả mọi người, của anh lớn chuẩn mực. Trong thi đấu thì rất là quyết tâm, quyết liệt, sự cố gắng rất là nhiều, đáng cho tất cả các đàn em phải học hỏi. Em thấy Châu được ngày hôm nay là em cũng vui và mừng cho Châu. Châu thì rất là ít nói, trầm tính, thì nhưng mà về chuyên môn thì có thể trong đội chắc là Châu là người có chuyên môn cao nhất, thì là tốt nhất trong cả đội luôn. Thì những đứa em trẻ hơn, đội trẻ rồi những đứa mà mới tập á, thì đôi lúc tập chung tụi em thì chắc chắn là cái kỹ thuật nó sẽ còn thua so tụi em, thì lúc đó Châu sẽ đứng lên, Châu rất là tận tình, rất là chu đáo chỉ cho mấy em đó cái sai cái gì rồi phải sửa như thế nào rồi cách nào để cho nó hoàn thiện nhanh nhất, rồi những cái kinh nghiệm mà Châu đó từng trải Châu sẽ truyền đó cho mấy em, để cho mấy em có thể là em nào có khả năng là sẽ là nối tiếp Châu để chinh phục những cái thử thách ở trước mặt nữa. Khi mà Châu ra trận thì cái mà ưu điểm nhất của Châu là cái sự bình tĩnh và cái sự khôn khéo, tại vì cái bản năng của người châu Á mình thì với lại ra thế giới thì là yếu về sức mạnh, thì Châu dùng cái sự khôn khéo để mà Châu đánh thắng các đối thủ khác, đó là cái ưu điểm lớn nhất của Châu. Hiền lành là thế, nhưng phong thái của Châu trên sàn đấu lại là một điều hoàn toàn khác. Đầy mãnh liệt và quyết đoán, Huỳnh Châu là một trong số ít các võ sĩ có thể thi đấu ở nhiều hạng cân khác nhau, 68, 63 và 58 kg. Những khó khăn, khổ cực trong quá trình ép cân liên tục đã khiến cho Châu từng có lúc nản lòng. Trong thể thao không phải ai cũng may mắn là người chiến thắng. Những lần lỗi hẹn với Bục Vinh Quang khiến Châu thêm nung nấu quyết tâm để thi đấu. Olympic 2008 thì trước khi lần đó thì Châu có một cái chuyến đi nghĩa vụ quân sự. Và sau khi về thì Châu tập luyện chỉ được 2 tháng và tham dự đánh vòng loại Olympic ở Hồ Chí Minh. Và cái thời gian tập luyện mà không đảm bảo để cho Châu có thể thi đấu tốt, nên Châu đã thất bại và lỡ hẹn với lại Olympic 2008. Và cái điều đó là một cái nỗi buồn lớn cho Châu.
lúc đó thì tâm trạng nó cũng rất là buồn, rất là nản, mà cũng trong đầu cũng xuất hiện ý định là sẽ từ bỏ sàn đấu. Cảm thấy mệt mỏi quá, cảm thấy mình đã không kịp thời gian để đi theo nữa. Rồi lúc đó thì khoảng một thời gian dài nhờ có thầy và mẹ động viên, nên châu từ quyết định là mình sẽ cố gắng tham dự kỳ Olympic lần sau. Lớn lên từ một gia đình lao động nghèo, Lê Huỳnh Châu là tấm gương sáng về vượt khó và vươn lên. Taekwondo Việt Nam còn rất khó khăn cả về con người cũng như cơ sở vật chất để có thể vươn mình ra đấu trường quốc tế. Nhưng chính những điều đó là giúp cho người ta thấy được một phẩm chất đặc biệt của vận động viên Việt Nam, đó là tinh thần vượt khó và ý chí chiến đấu rất cao. Lê Huỳnh Châu đã xuất sắc giành được chiếc vé đến với Olympic London năm 2012, đấu trường vinh dự nhất mà bất kỳ một vận động viên thể thao nào cũng ước được một lần tham dự. Và dù lỗi hẹn với chiếc huy chương Olympic năm 2012, Lê Huỳnh Châu cũng đã thể hiện được ý chí kiên cường của mình. Đúng với tinh thần thể thao, chiến thắng không quan trọng bằng cách bạn đã chiến đấu. Xin chào Lê Huỳnh Châu và xin cảm ơn bạn đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào quý vị khán giả chương trình Thể thao và Cuộc sống. Xin chào anh Lương Minh Hải. Xin chào Minh Hằng. Châu ơi, với những cái phóng sự mà về cuộc sống cũng như sự nghiệp thi đấu của Châu á, thì anh Hải được biết là Châu yêu thích thể thao từ năm 10 tuổi và đến bây giờ là một vận động viên đỉnh cao của thể thao Việt Nam. Vậy từ năm 10 tuổi cho đến bây giờ, cái điều gì nó giữ mình ở lại với thể thao như vậy? Niềm đam mê nào? Đó, thứ nhất chính vì điều anh nói đó là niềm đam mê của em đối với Taekwondo. Nhưng mà cái thời gian đầu thì em tập chỉ là cho sức khỏe, cho vui thôi. Từ lúc bắt đầu theo chuyên nghiệp 16 tuổi thì bắt đầu là mình mới có mục đích của việc tập luyện của mình. Thì em nghĩ trong khoảng thời gian anh tham gia cái con đường võ thuật của mình nó quá dài như thế, thì anh đã có lần nào mà chấn thương nặng đến mức mà mình cảm thấy muốn bỏ cuộc hay không? Thì may mắn là đó giờ Châu không có bị chấn thương nặng. Chỉ mấy cái chấn thương nhẹ thì có thể không sao, vì ý thức của vận viên đỉnh cao là tuyệt đối là phải đừng để chấn thương. Với môn Taekwondo thì nó có những cái chấn thương nào, chấn thương đặc trưng không? Tức là nó cứ dai dẳng, tức là đến thời tiết thay đổi là mình sẽ bị này, hoặc là sang một xứ lạnh hơn tập huấn thì mình sẽ bị không? Tức là... Về chấn thương thường gặp ở Taekwondo là về chân, về dây chằng này có. Về hay bị đứt dây chằng lắm. Và có thể là lưng hoặc là khớp. Thì cái đó là chấn thương thường gặp nhất của Taekwondo. Nhưng mà khi mà em bắt đầu bước vào con đường chuyên nghiệp á, thì từ cái chuyện mình nghiệp dư sang chuyên nghiệp nó sẽ mất một cái khoảng thời gian để mình làm quen đúng không? Thi đấu xa nhà, luyện tập xa nhà, ở một môi trường khác không có người thân bên cạnh, rồi sự vất vả, khó khăn tập luyện, rất nhiều thứ nữa, thì làm sao mà để em quen được với cuộc sống đó? Và khi mà không có ai chia sẻ bên cạnh thì người nào là người động viên mình để mình cứ tiếp tục giữ cái lửa mình đi theo thể thao? Bởi vì nhiều khi mình cũng sẽ rất muốn bỏ cuộc chứ đúng không? Từ lúc mà tập luyện phong trào để chuyển qua tập luyện chuyên nghiệp á, thì nó trải qua một quá trình rất là khó khăn về ý chí. Và từ lúc mà thầy phát hiện em có khả năng đi theo con đường chuyên nghiệp, thầy mới cho em đi theo chương trình Thế hệ vàng của thành phố, là sẽ tập luyện 3 năm bên Đài Loan là mới được về Việt Nam. Tụi em qua thì rất là cực, tại mình từ phong trào giờ nhảy qua tập luyện chuyên nghiệp thì gò làm cái kỷ luật hơn đúng không? Kỷ luật. Lúc đó thì mình có cân nhắc suy nghĩ vậy lắm hay là đúng có suy nghĩ thì mình đã chọn theo con đường chuyên nghiệp rồi, mà lúc đó là cái ý chí mình sẽ chiến đấu với lại cái mệt mỏi, cái cực khổ, cái khó khăn. Những lúc mình tập mệt, mình vượt tới cái ngưỡng của mình rồi, mình chỉ tới đó thôi, mà bài tập bắt buộc mình phải làm hơn nữa thì sẽ ý chí mà bỏ cuộc sẽ xuất hiện, bắt đầu xuất hiện trong đầu. Cái thành tích nào đầu tiên trong cuộc đời thi đấu chuyên nghiệp mà làm em cảm thấy sung sướng và tự hào, và em cảm thấy xứng đáng với tất cả những gì em đã bỏ ra? Cái thành tích mà em cảm thấy là mãn nguyện nhất là đoạt được chiếc vé tham dự Olympic London 2012. Vì cái đó là cái ước mơ từ lúc em bước vô con đường thể thao chuyên nghiệp.
là lúc bên Đài Loan á, là trong một cái buổi tối ngồi coi TV Olympic 2004 á, là có một cái anh vận động viên của Đài Loan là đang đánh trận chung kết của môn taekwondo luôn. Và anh ấy đạt huy chương vàng và anh ấy chào cờ, và lúc đó em ngồi em coi thì cái hình ảnh đó là đọc. Em giữ được cảm giác đó. Cái cảm giác mình thèm muốn làm một cái điều gì đó. Châu ơi, giống như là chúng tôi đây là lúc nào cũng chỉ muốn tham dự Oscar thôi. Đúng rồi. Bởi vì Olympic nó là giấc mơ của tất cả các vận động viên trên toàn thế giới. Thật ra là cái ước muốn nó làm cho mình có nhiều động lực. Và em xin được hỏi là mình có bao nhiêu thời gian để có thể chuẩn bị cho một cái cuộc thi lớn như vậy? Đối với vận động viên chuyên nghiệp thì một cái giải đấu là mình phải chuẩn bị dài hơn từ 1 tới 2 năm chứ không có thể chuẩn bị mà 2-3 tháng trước khi đấu được. Bởi vì cái môn đối kháng là mình phải bổ sung. Với SEA Games 27 thì chế độ tập luyện của Châu có thay đổi gì không? Có tăng lên không hay là như thế nào đó để... Trước khi từ bây giờ tới SEA Games là còn khoảng 7 tháng thì mình trước tiên sẽ có vài chuyến tập huấn ở nước ngoài và chế độ tập của mình là sẽ ở tập trung, không được về nhà nữa để duy trì được cái sức khỏe cho mình. Tại vì em được biết là anh được thi đấu rất là nhiều hạng cân, vừa 58, vừa 63, 63 rồi vừa 68. Và em nghĩ là từ 58 tới 68 là có nghĩa là dao động tới 10kg. Thì em không hiểu là làm sao trong thời gian ngắn mà anh có thể dao động trong vòng 10kg. Em hồi xưa em giảm được có mấy ký thôi mà em phải mất vòng gần nửa năm. Thì tăng cân thì có thể là dễ, Châu thì cũng ít khi nào được tăng cân lắm. Bởi vì cái kinh nghiệm về tăng cân thì Châu không có được nhiều. Về chế độ giảm cân thì mình phải duy trì cái cường độ tập luyện thể thao của mình hàng ngày. Và mình cũng có một cái chế độ ăn uống hợp lý. Châu duy trì cái chế độ tập luyện phải nói là cũng cao. Và ăn uống thì Châu phải chỉ được ăn thịt với rau với lại hoa quả. Không ăn tinh bột. Không ăn tinh bột đó. Còn cái gì nữa không anh? Thì, biết. Sao sao Minh Hằng cũng thế mà sao giảm lâu vậy? Có thể là Minh Hằng tập luyện chưa có... Tức là cái chuyện ăn và còn phải chuyện tập luyện phải không? Phải kết hợp lại đúng, với nhau. Kết hợp. Với một cái người mà mình tập chuyên nghiệp như vậy, thời gian tập luyện chắc chắn nó phải nhiều hơn thời gian. Thậm chí còn nhiều hơn thời gian mình dành cho gia đình, cho mẹ của mình nữa. Thì bây giờ thời gian yêu đương, chở bạn gái đi xem phim các thứ thì như thế nào? Và Châu có chia sẻ với cô ấy để cô hiểu là cái khó khăn của một vận động viên chuyên nghiệp đó là thế nào hay không? Châu cũng may mắn là bạn gái của Châu là cũng trong cái thể thao và cũng... Thế sẽ hiểu nhiều hơn. Thế không cần phải chia sẻ nhiều nữa. Là đã hiểu sẵn rồi. Nhưng mà như vậy là bạn gái của Châu là tập luyện môn nào? Tập luyện taekwondo, tập trung đội với Châu. Có thời gian gặp nhiều hơn rồi cũng được. Lúc mà giải trí thì hai bạn sẽ dành những cái gì mà để chia sẻ với nhau trong cuộc sống này? Cũng taekwondo thôi. Không, giải trí thì ít lắm, tại vì vận động viên chuyên nghiệp á là mình phải biết hy sinh những cái sở thích cá nhân. Thì mình chỉ suốt ngày chỉ lo tập luyện, nghỉ ngơi, ăn ngủ tập. Nói chung đời vận động viên chuyên nghiệp chỉ xoay quanh ba chữ là ăn ngủ tập thôi. Nhưng mà hiện nay thì Châu đang là sinh viên năm thứ nhất trường sư phạm thể dục thể thao đúng không? Vậy thì cái ước mơ trong tương lai của Châu là gì? Bởi vì với một vận động viên đỉnh cao thì cái thời gian nó không có dài, nó ngắn thôi. Đó, đâm ra là không biết rằng là trong tương lai khi mà không còn ở thời điểm đỉnh cao nữa thì Châu sẽ định làm gì? Mục tiêu trước tiên của Châu là sẽ hoàn thành cái chương trình học đại học. Và sau đó thì sẽ làm huấn luyện viên. Nhưng mà với mục tiêu gần nhất là cho SEA Games 27 thì là gì? Châu có một cái buồn là từ đó giờ thi đấu quốc tế là chưa đoạt được cái huy chương vàng nào, dù là đấu trường khu vực hoặc là đấu trường thế giới. Nên cái ước ao lớn nhất của Châu hiện giờ là đoạt được huy chương vàng SEA Games, lần được hát quốc ca là trong mãn nguyện. Vậy thì xin chúc cho ước mơ gần nhất của Châu là huy chương vàng ở SEA Games 27 sẽ thành hiện thực. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì đại diện của nhà tài trợ sẽ trao tặng phần quà cho vận động viên Lê Huỳnh Châu. Và bây giờ xin mời anh Quách Châu Anh Duy, giám đốc marketing của nhãn hàng MyVita thuộc công ty cổ phần SPM sẽ trao quà cho vận động viên Lê Huỳnh Châu. Phần quà của nhà tài trợ gồm có 15 triệu đồng tiền mặt và 1 năm sử dụng sản phẩm MyVita. Xin cảm ơn anh Duy, xin cảm ơn Minh Hằng và Lê Huỳnh Châu. Các bạn thân mến, chương trình Thể thao và Cuộc sống xin khép lại tại đây. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng MyVita thuộc công ty cổ phần SPM đã tài trợ cho chương trình này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.